Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Kính thưa quý khán giả của Vietfast TV, một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón quý vị với chương trình Điểm báo Thế giới và cùng đồng hành với chúng tôi như thường lệ là luật sư Lưu Tường Quang. Dạ, xin chào luật sư Lưu Tường Quang ạ. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân và kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietfast TV. Thưa luật sư Lưu Tường Quang, tuần này thì có vẻ thế giới hơi yên ổn hơn chút xíu, nhưng mà nó cũng có ít nhất là hai đề tài mà chúng ta có thể thảo luận được. Đó là cái phiên họp 2+2 giữa Úc và Mỹ, và hiện nay thì bà Ngoại trưởng bà Penny Wong và ông Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles đang có mặt ở Hoa Kỳ để mà hội đàm với lại đồng nghiệp của họ. Cái đề tài thứ hai thì nó cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ thoáng nghe qua thì nó không quan trọng, là cái luật mà bên Nam Dương họ mới vừa thông qua, Quốc hội Nam Dương thông qua, là những người nào mà không có chính thức là cưới nhau, là có hôn nhân với nhau đó, thì mà có gọi là sinh hoạt như là vợ chồng đó, thì đó là trở thành một cái tội phạm hình sự và có thể lãnh cái bản án tù. Cái điều mà đáng nói ở đây đó là cái luật này nó cũng áp dụng luôn cho những người khách du lịch, mà như chúng ta biết thì hàng năm có cả 1 triệu người Úc của mình ở đây đi Bali, đi Nam Dương. Và liệu nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng là có rất là nhiều người bị bắt bỏ tù vì cái luật này hay không? Nhưng mà để đi vào cái đề tài thứ nhất, luật sư Lưu Tường Quang, dĩ nhiên đó thì chúng ta biết là hiện nay thì thế giới, cái tình hình an ninh thế giới nó được định nghĩa bởi cái sự cạnh tranh giữa hai siêu cường là Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà cái chuyện này thì chúng ta cũng đã nhiều lần thảo luận. Các cái quốc gia khác mà trong đó có cả nước Úc của mình á, thì tôi nghĩ điều mong hay là điều nuôi một cái hy vọng đó là vẫn tiếp tục làm ăn kiếm tiền được với Trung Quốc, mà cũng không cần mà vẫn tiếp tục dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ cho quyền lợi an ninh quốc gia, và vẫn hy vọng là họ, cho dù hai Mỹ với Trung Quốc có gây lộn hay là đánh lộn gì với nhau đó, thì các cái nước thứ ba vẫn được hưởng hưởng cả hai phía. Tuy nhiên đó, cái thế đó, tôi nghĩ là càng ngày nó càng khó khăn. Và trong cái chuyến đi họp này đó thì tôi thấy là bà Penny Wong đã có một cái bài phát biểu, và một trong những cái điểm chính mà bà nhấn mạnh tới đó là Mỹ nếu như mà muốn bảo vệ được cái quyền lợi chiến lược đó thì Mỹ phải đầu tư nhiều hơn về cái vấn đề giao thương và kinh tế, thay vì chỉ là tập trung vào vấn đề quốc phòng không mà thôi. Cái nhìn tổng quát của luật sư Lưu Tường Quang về cái cuộc họp 2+2 này là như thế nào, và cụ thể hơn về cái lời phát biểu của bà Penny Wong? Ông Thủ tướng Albanese đã nói rõ là mặc dầu nước Úc đã thay đổi chính phủ kể từ ngày 21 tháng 5, nhưng mà quyền lợi quốc gia của nước Úc thì không thay đổi. Ông đã phát biểu cái nhận xét đó hay là cái xác quyết đó trong cái bối cảnh mà ông sắp sửa gặp ông Tập Cận Bình bên lề của hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 cách đây vài tuần lễ. Thì cái điều đó cũng áp dụng đúng với cái chính sách quan hệ với Hoa Kỳ, là đây là đầu tiên kể từ khi chính phủ lao động nắm chính quyền mà Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Phó Thủ tướng Richard Miles đã có cơ hội ngồi xuống với tư cách là đối tác của một cái hội nghị thường niên gọi là 2+2, hay là cái tên chính thức của họ đó là Hội nghị Ngoại giao và Chiến lược An ninh. Trong cái cuộc họp này đó thì ngoài cái vấn đề mà hai bên tăng cường hợp tác với nhau về phương diện an ninh quốc phòng đó, thì như luật sư Thân nói đó, là bên lề hội nghị chứ không phải trong hội nghị, bên lề hội nghị thì bà Penny Wong có đọc một bài diễn văn tại một cái viện nghiên cứu ở Washington. Thì trong đó bà nhấn mạnh hai điều. Cái điều thứ nhất á, là Hoa Kỳ nên tiếp tục có engagement, tức là có những cái cuộc cam kết giao tiếp
chặt chẽ với châu Á Thái Bình Dương. Và cái điểm thứ hai mà bà nêu ra đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc nên tìm cách để tránh một cuộc chiến, xung đột một cuộc chiến trên võ trang, tại vì cái điều đó nó không có lợi cho ai cả. Cái đó là nói một cách tóm tắt về hai cái điểm chính mà bà đã nêu ra trong cái bài diễn văn đọc bên ngoài hội nghị. Nhưng mà có một điểm nhỏ mà tôi cũng cần nói thêm, nhưng mà thật sự nó không nằm cái chủ đề của luật sư Thân, là trong khi mà Hoa Kỳ với Úc họp hội nghị 2+2 đó, thì cựu Thủ tướng Morrison cũng đã được cựu Ngoại trưởng Pompeo, Mike Pompeo, mời sang Hoa Kỳ để thuyết trình trước một cái viện nghiên cứu khác cũng tại Washington. Thì cái nội dung tất nhiên là của hai ông cựu, một ông cựu thủ tướng với một ông cựu ngoại trưởng, thì thực sự cái nội dung nó không có ảnh hưởng nhiều trên cái phương diện quốc tế, nhưng mà nó cũng là một cái sinh hoạt nối lại cái tình giao hảo cũ giữa ông Pompeo với ông cựu thủ tướng Morrison. Bây giờ trở lại cái vấn đề chính là trong cái hội nghị 2+2 này đó, thì hai bên cam kết sẽ thắt chặt hơn cái vấn đề hợp tác quốc phòng. Và đồng thời một cái điểm mới là trong cái hợp tác quốc phòng này đó, các cuộc tập trận đó sẽ mở rộng ra để bao gồm cả Nhật Bản. Tôi cho đó là một cái điều mới mà trước đây nó không có. Lý do là tại sao? Lý do là tại vì Nhật Bản nó cũng có một cái hiệp, cũng có một cái phương thức 2+2, tức là thảo luận ngoại giao và chiến lược an ninh với Úc đại lợi. Úc thì có cái phương thức 2+2 nên có nhiều với nhiều nước lắm, nó có cả với Indonesia, nó cả cái Nhật Bản, nó cả có cả Philippines, nó có cả Singapore, và tất nhiên là nó có cả Hoa Kỳ và Anh Quốc. Thưa luật sư Đỗ Tường Quang, cái vấn đề mà hợp tác an ninh quốc phòng đó thì trước đây thì chúng ta cũng đã từng nói tới cái AUKUS, thì bây giờ có lẽ thêm Nhật Bản vô thì nó sẽ trở thành JAUKUS, có nghĩa là cái AUKUS nó có ba nước gọi là đều nói bằng tiếng Anh, đó là Mỹ, Anh và là Úc. Thì bây giờ có thêm cái JAUKUS vô đó thì nó cũng hơi loãng ràng chút xíu. Nhưng mà dĩ nhiên đấy, nếu như mà nó trở thành một cái liên minh, có thể nói gọi là một cái liên minh quân sự, và cái điều này thì Bắc Kinh họ thường hay than phiền là Hoa Kỳ đang dần dần muốn hình thành một cái NATO nào đó ở tại châu Á Thái Bình Dương. Dĩ nhiên đó, trong cái quad đó, thì theo tôi nghĩ thôi, là nhiều người ta nhận định là Ấn Độ thì rất là khó mà thuyết phục Ấn Độ bỏ cái lập trường gọi là trung lập. Trung lập có nghĩa ở đây đó là tham gia vào một cái liên minh quân sự như là liên minh NATO. Tuy nhiên đó, bốn quốc gia là Úc, Mỹ, Anh thì đã nằm ở trong cái liên minh AUKUS. Mình hiểu một cách cụ thể thì cái liên minh này là nhằm để giúp Úc coi như là tiếp cận được các cái, có nghĩa là một trong những cái mục tiêu là giúp nước Úc của mình tiếp cận được các cái hạm đội, cái đội tàu ngầm chạy bằng hạt nhân. Nhưng mà tôi nghĩ thôi là có lẽ là nó không nằm ở đó, có nghĩa nó phải nói nó là một cái liên minh quân sự, phải thẳng thắn mà nói về cái bản chất nó là như vậy. Thì nếu như đó mà có Nhật thêm vô, có nghĩa là có bốn quốc gia, thì có phải là chúng ta đang dần dần bị, hay là tiến tới một cái gọi là tiếng Anh nó gọi là slippery slope, không biết tiếng Việt thì dịch ra nó là cái gì, nhưng mà đang dần dần có giống như là một cái cơ chế NATO nào đó tại châu Á Thái Bình Dương hay không? Nếu mà nhìn từ cái quan điểm của Trung Quốc thì cái điều đó đang xảy ra, tại vì sau khi cái hội nghị 2+2 tại Washington thì Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh cũng đã ra cái lời và cái nhận xét mà phản đối kịch liệt nước Mỹ và nước Úc, là cho rằng hai nước này đã góp phần vào cái việc làm tạo cái tình trạng bất ổn định tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Trung Quốc nó không xài cái chữ Ấn Độ Thái Bình Dương mà nó xài châu Á Thái Bình Dương. Cái điều này đó thì nếu mà chúng ta nhìn cái bề mặt đó thì có vẻ như vậy, nhưng mà trong thực tế tôi không nghĩ là những cái quan hệ giữa Mỹ, Úc với Nhật là một cái hình thức của NATO. Tại vì NATO cũng đã cải chính cái chuyện đó, mặc dù cái điều này đã đặt ra cũng mấy năm nay rồi, nó không có gì mới mẻ. Lý do là tại vì Nhật Bản không có cái liên hệ với NATO một cách chính thức, và Nhật Bản thì có cái liên hệ với Mỹ và với Anh và với Úc. Với Mỹ và với Úc thì nó có cái quan hệ tay ba từ lâu rồi. Luật sư Thân nhớ là trong tất cả các hội nghị quốc tế, khi nào mà Mỹ, Nhật và Úc có mặt thì họ đều có cái phiên họp riêng bên lề hội nghị,
như là một cái hình thức giữa ba đồng minh. Mặc dù giữa Úc và Nhật Bản thì không có một cái hiệp ước an ninh, nhưng mà nó có cái hiệp ước gọi là cái quy chế của quân đội thăm viếng, tức là cái status of visiting forces, và Mỹ cũng vậy. Cho nên cũng vì lý do đó mà tại hội nghị 2+2 tại Washington đó, thì mà thảo luận về vấn đề hợp tác quốc phòng, và nhất là trong cái vấn đề thao diễn quân sự đó, thì nước Mỹ và nước Úc đồng ý là mở rộng ra cho Nhật Bản. Và cũng vì lý do đó mà sau khi hội nghị tại Washington kết thúc, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Úc là Phó Thủ tướng Richard Miles đã bay sang Tokyo để một là để thông báo hay là để thảo luận về cái kết quả của hội nghị 2+2 tại Washington, và hai là để chính thức mời Nhật Bản tham dự vào những cuộc tập trận giữa Mỹ và Úc. Như vậy thì tại sao chúng ta họ không thành lập cái gọi là 3+3 cho nó tiện? Tại vì nó có vấn đề quyền lợi quốc gia cá biệt giữa hai nước. Ví dụ như vậy là cái 3+3 thì nó có những cái nét đặc thù giữa Úc và Mỹ, và nó có những cái nét đặc thù giữa Nhật Bản và Úc. Thì nếu mà ba người ngồi vào thì nó hơi khó về cái phương diện đó. Nhưng mà nói như vậy đó, thì tôi nghĩ là cái câu hỏi của luật sư Thăng đó là cái câu hỏi nó liên quan hệ tới môi trường nó đã xảy ra. Như tôi nói lúc nãy đó, là bất cứ trong cái hội nghị quốc tế nào mà có ba nước tham dự là họ đều có cái hội nghị bên lề giữa ba nước. Cho nên cái điều đó trong thực tế nó đã xảy ra. Trong thời gian gần đây thì cũng có một số nguồn tin là phi luật tân dưới cái thời của ông tân tổng thống Marcos này là Marcos con của ông Marcos, Marcos kia trước đâu, nhà lòng tài Marcos trước kia. Tuy nhiên cái ông Marcos con này thì có vẻ như là phi luật tân đang điều đình với Mỹ để mời quân đội Mỹ trở lại vịnh Subic Bay. Và trước đây cái Subic Bay là một cái cơ sở hải quân rất là lớn của Mỹ ở tại the Philippines, tại phi luật tân. Và nếu như cái sự việc này là nó sẽ đúng với sự thật và nó sẽ diễn ra đó, thì cái việc mà quân đội hay là hải quân Mỹ trở lại vịnh Subic Bay nó sẽ có một tác động như thế nào đối với cái vấn đề an ninh ở Biển Đông ạ? Tôi nghĩ là một phần nào nó giảm đi cái sự quan trọng, là tại vì trong cái thời, đặc biệt là trong thời chiến Việt Nam, thì cái căn cứ hải quân và không quân, tại vì ở Subic Bay nó không chỉ là hải quân không mà nó còn có căn cứ không quân nữa, thì nó đóng vai trò rất quan trọng, là nó là cái hậu cần, nó là cái hậu phương để yểm trợ quân đội Mỹ tại Việt Nam. Nhưng mà kể từ thời đó đó, thì trong khi một cái thời của tổng thống Duterte với những cái chính sách mà ve vãn Trung Quốc mà có vẻ phần nào sao lãng với cái quan hệ với Washington đó, thì tổng thống Obama lúc bây giờ với thủ tướng Julia Gillard đã thắt chặt cái băng giao về phương diện đến quốc phòng với Mỹ Úc rất nhiều. Chúng ta còn nhớ là năm 2011 thì bà Julia Gillard với ông tổng thống Obama đã bay từ Canberra lên Darwin để loan báo cái thỏa hiệp là nước Úc sẽ chấp nhận 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ được tập huấn tại vùng căn cứ quân sự tại Darwin. Thành ra khi mà Mỹ đã có căn cứ quân sự tại Darwin, đã tham dự vào đã có thể sử dụng được căn cứ quân sự tại Darwin, và bây giờ đang sắp sửa nâng cấp cái căn cứ không quân khác rồi ở trên Tyndall, cũng ở lãnh thổ Bắc Úc, thì cái vai trò của Subic Bay nó không còn quan trọng như xưa nữa. Cái đó là cái nhận xét của tôi. Nhưng mà nếu mà thực sự mà ông tổng thống Marcos Junior mà tiến tới cái việc tái lập, thì tôi nghĩ là cái chuyện đó cũng thực sự nó đã xa xa vào cái cuối thời kỳ của tổng thống Duterte. Vào cuối thời kỳ của ông Duterte thì ông tỏ ra bất mãn với cái thái độ của Tập Cận Bình. Cho tại vì ông, Tập Cận Bình hứa tùm lum nhưng mà rốt cuộc đâu nó không làm gì cả. Thì ông Duterte đã bằng lòng thương thuyết trở lại với Hoa Kỳ để Hoa Kỳ có thể sử dụng cái căn cứ của phi luật tân của Philippines. Nhưng mà cái sự hiện diện này nó chỉ là cái visiting forces thôi, chứ nó không phải là một căn cứ thường trực như trước kia. Nếu mà ông Marcos Junior mà bước thêm một bước nữa thì rõ ràng là cái sự bắt đầu hòa giải đi giữa Mỹ và Philippines đã trở lại cái mức độ cũ. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy, trong cái nhìn của tôi đó, thì trong cái thời gian mà nó khó khăn giữa Washington và Manila đó, thì nước Mỹ đã phát triển rất nhiều cái sự hợp tác với nước Úc. Cho nên cái vai trò của Subic Bay nó không còn quan trọng ở cái mức độ của ngày xưa. Theo luật sư Lưu Tường Văn nghĩ đó, thì chúng ta nói về lâu về dài đó, liệu cái việc mà bắt đầu từ cái AUKUS, ba quốc gia Anh, Mỹ và Úc,
Rồi bây giờ là có vẻ như rất là logical là sẽ có mời Nhật Bản vào tham dự. Thì ngoài ra đó thì nó còn hai quốc gia có là đồng minh, là chính thức là đồng minh quân sự của Mỹ là Phi Luật Tân và Thái Lan này. Thì liệu mà nếu mà về lâu về dài đó, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình thức liên minh quân sự nào đó mà trong đó gồm có Úc, Anh, Mỹ, Nhật, Phi Luật Tân và Thái Lan ở tại châu Á này hay không? Và nếu như một cái liên minh quân sự như vậy được thành lập đó, thì liệu nó sẽ có một cái tác động tích cực hay là tiêu cực nào cho cái khu vực ở Biển Đông? Tuy nhiên là tôi nghĩ là nó sẽ có cái bối cảnh, nó tạo thêm cái bối cảnh tích cực. Nếu mà nhìn từ cái quan điểm của Trung Quốc thì nó cho là cái đó là tạo ra tình trạng căng thẳng. Thì tất nhiên cái chuyện đó là tại hai bên nó đối nghịch. Cái quyền lợi của Trung Quốc tại Biển Đông nó đi ngược chiều với quyền lợi của các quốc gia nhỏ như Việt Nam, Philippines, Brunei và trung bình như là nước Úc hay là New Zealand. Luật sư nói rất đúng là còn hai cái đồng minh nữa của Mỹ tại châu Á, tại Đông Nam Á là Philippines với Thái Lan. Nhưng mà chúng ta không quên là ngoài cái đó nó còn có một cái hiệp ước ngũ cường nữa, tức là Anh, Singapore, Úc, Tân Thị Lan và một nước nữa, có thể là Mỹ mà tôi quên rồi. Malaysia, Singapore, Anh Quốc, nước Úc và New Zealand. Cho nên những cái liên minh đó nó chằng chịt với nhau. Mặc dù đứng về phương diện chính sách ngoại giao thì nó có những cái quyển chuyển, chẳng hạn như Thái Lan. Thái Lan có hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ là đồng minh kế tướng Hoa Kỳ, nhưng mà cái chính sách ngoại giao của Thái Lan nó đi hàng hai, không nó đi với Trung Quốc. Nó còn đi với Trung Quốc nhiều hơn cả Philippines. Cho nên mà nếu mà kể về cái đồng minh thực sự mà dứt khoát về phương diện hợp tác quốc phòng thì là Úc và Nhật Bản, rồi kế đến là Philippines, New Zealand cũng vậy, New Zealand cũng như Thái Lan là tuy là đã từng là đồng minh của Hoa Kỳ nhưng mà New Zealand lại cấm không cho mấy chiếc tàu gọi là sử dụng nguyên tử năng của Mỹ vào các hải cảng của New Zealand, và do đó New Zealand lại o bế với Trung Quốc vì vấn đề thương mại. Thì nếu mà nhìn đó như là một cái khối chung thì nó không thành một cái khối chung, tại vì nó chằng chịt với nhau, nhưng mà cái quyền lợi nó phần nào có sự khác biệt. Luật sư Thắng nói rất đúng là nước Úc cũng như là các quốc gia khác, mặc dù là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn không cắt đứt liên hệ thương mại với Trung Quốc mà đang tìm cách để mà củng cố cái thế đó. Cho nên có lẽ cũng vì lý do đó mà tại Washington sau khi cái hội nghị 2+2 thì bà Penny Wong đã đọc một cái bài diễn văn tại một cái viện nghiên cứu ở Washington, khuyên nước Mỹ như là luật sư Thắng hồi nãy có nhắc đến là phải nên đầu tư nhiều hơn và đối tác nhiều hơn và kết ước nhiều hơn với cái vùng châu Á Thái Bình Dương ngoài cái vấn đề quân sự. Dạ. Cảm ơn luật sư. Bây giờ còn cái khoảng thời gian còn lại thì tôi xin được đi qua cái đề tài thứ hai, đó là cái đạo luật mới vừa được Quốc hội ở bên Indonesia ban hành, đó là coi như là hình sự hóa những cái mối quan hệ không chính thức, không phải là vợ chồng chính thức, không phải là hôn nhân chính thức, thì đó là mà sinh sống với nhau như là vợ chồng thì sẽ phạm tội. Cái luật mới này nó không chỉ áp dụng cho người dân ở Nam Dương, và tôi cũng ghi nhận là đã có một số phong trào phản đối cho rằng cái đạo luật này nó xâm phạm vào đời tư cá nhân, nó có mang tính kỳ thị đối với những người đồng tính, là tại vì những người đồng tính thì không chính thức cưới hỏi với nhau được theo cái luật ở bên Nam Dương, và nó có thể áp dụng cho rất là nhiều người khách du lịch. Tuy là người ta chỉ mới là bạn trai bạn gái, hoặc là hai bạn trai hai bạn gái, hoặc là cả những cái cặp vợ chồng mà chưa có chính thức làm hôn thú, mà nếu như người ta qua bên đó mà sống chung với nhau như là một cặp vợ chồng thì có thể vi phạm luật và có thể bị án tù. Thì nếu như mà chúng ta nhìn từ một cái nhìn chỉ đối với bên Nam Dương ra thì không nói, nhưng mà nếu như mình nhìn đi xa hơn đó, chẳng là liệu đây có thể là cho thấy là cái dấu hiệu là cái những cái phong trào hay là những cái tư tưởng cực đoan nó đang lên ngôi hay không, và đặc biệt là trong cái bối cảnh là trong thời gian gần đây ở bên Iran đó, thì khi mà những cái đoàn cảnh sát gọi là cảnh sát luân lý morality police ra đường đánh đập những người phụ nữ mà không có mang khăn che mặt, rồi dẫn đến cái chết của một người phụ nữ, một cô gái trẻ, thì nó đã dẫn đến một cái hàng loạt xuống đường biểu tình rất là mạnh mẽ, và cả thế giới hầu như ai cũng lên án.
Thì liệu cái quốc gia láng giềng của mình ở đây đó, 300 triệu người dân mà đa số là người Hồi giáo, có phải họ đang đi cũng đang đi trên cái con đường cực đoan hóa hay không ạ? Tôi nghĩ như vậy là tại vì Tổng thống Widodo trước kia đó thì có vẻ là một người ôn hòa, nhưng mà cái áp lực của giới Hồi giáo, cái giới giáo sĩ ở Indonesia nó một ngày nó một tăng. Chúng ta nên nhớ rằng cái người giáo sĩ mà đã chủ mưu cái việc đánh bom mà giết chết 88 công dân Úc cách đây 10 năm thì cũng bây giờ cũng đã được thả ra rồi dưới cái áp lực của nhiều người. Cái điểm mà luật sư Tân nói lên đó là áp dụng cho tất cả người Mỹ quốc, thì cái điều đó nó đúng với hình luật. Tại vì hình luật tại Úc, hay hình luật tại Mỹ, hay hình luật tại Anh thì nó áp dụng cho tất cả mọi người có mặt trên lãnh thổ của mình, chứ nó không có việc là công dân. Cho nên cái điểm đó thì không có gì là khác thường cả. Thí dụ như một người Việt Nam đi sang đây chơi mà phạm tội hình luật thì vẫn chịu cái sự trừng phạt của luật pháp, hình luật của nước Úc, hay người Mỹ, người Anh gì cũng vậy. Cho nên cái điểm đó là cái điểm bình thường. Cái điểm mà nó không bình thường đó là Indonesia đang bắt đầu áp dụng cái hình luật Sharia của Hồi giáo, nó rất là khắt khe về cái phương diện tình yêu tình dục. Cái vấn đề mà tôi không hiểu được, mà tôi nghĩ là tôi có thể đoán được, là Indonesia nó chỉ công nhận những cái cặp hôn nhân mà có giá thú chính thức, nhưng nó không công nhận những cái tình trạng sống chung mặc nhiên mà còn người ở Úc người ta gọi là de facto. Là tại vì Úc này cái de facto nó có giá trị tương tự như là một người kết hôn có hôn thú về, về phương diện quyền lợi. Tôi không nghĩ là Indonesia đã đi tới cái bước đó, cho nên cũng vì lý do đó mà có khi một cặp vợ chồng không có hôn thú mà người ta sống chung 20 năm mà có một bầy con, mà bây giờ đi qua bên Indonesia thì vẫn bị trừng phạt, là cái chuyện hết sức là vô lý. Thành ra tôi nghĩ là cái luật. Và như vậy đó thì liệu những người Úc mà trong đó có người Việt, có người Úc gốc Việt của mình ở đây đó, cái chuyện mà họ đã đặt lịch để mà đi Bali sau 2-3 năm bị Covid đóng cửa, thèm khát đi du lịch mà không có đi được đó, thì họ phải nên xem xét như thế nào? Có lẽ họ phải xem lại coi họ đã có cái tờ giấy marriage certificate, có cái Tôi chứng chỉ hôn nhân, hay là nếu đã làm ở Việt Nam có lẽ có bị mất thì có cần phải làm lại hay không? Bằng không đó thì liệu mà lợi giữa chừng mà qua bên đó mà book hotel ở chung với nhau rồi cảnh sát vô gõ cửa hỏi mà không có rồi mà bắt kéo về khám đó, thì như thế nào? Thế luật sư Lương Từ Quang có nghĩ rằng đó cái dự luật này hình như đó thì theo tôi hiểu thì cũng vài năm nữa thì họ mới chính thức áp dụng, ba nhưng năm mà liệu năm ba nữa năm liệu cái đạo luật này đó nó sẽ làm cho Indonesia, đặc biệt ở Bali đó, sẽ mất đi nhiều khách du lịch, bị khách du lịch tẩy chay, và cái chuyện mà cái quốc gia khổng với một cái số dân số hơn hơn nước Úc của mình gấp 10 lần đó, 300 triệu dân, mà liệu một ngày nào đó những cái người lãnh đạo cực đoan lên, mà cực đoan đó thì nó sẽ làm một cái thách thức về vấn đề an ninh đối với nước Úc của mình ở đây hay không? cái đó là cái lo ngại lớn nhất của tất cả các chính phủ Úc từ sau Thế chiến thứ hai cho tới bây giờ, bất kể là Liên đảng Tự do Quốc gia hay là Đảng Lao động. Cho nên cũng vì lý do đó mà chính sách của nước Úc là lúc nào cũng có một cái sự hợp tác gần gũi và viện trợ cho Indonesia rất nhiều. Tôi muốn trở lại cái vấn đề là cái dư luận quốc tế. Tại hiện bây giờ đó, cái dự luật này vừa mới được Quốc hội thông qua cách đây một vài ngày, cách đây hình như có 48 tiếng đồng hồ thôi, cho nên cái phản ứng quốc tế nó chưa có rõ rệt. Tôi nghĩ rằng có 3 năm để Indonesia điều chỉnh và có 3 năm để các quốc gia khác phản đối hoặc là vận động để thay đổi. Bộ Ngoại giao Úc cũng đã ra thông cáo là Bộ Ngoại giao Úc sẽ nghiên cứu một cái hướng dẫn để cho cư dân Úc Châu hay là công dân Úc Châu và cư dân Úc Châu nếu thăm viếng Indonesia thì phải làm gì. Tôi nghĩ cái điều đó quan trọng là tại bây giờ cái việc người Việt Nam mà bây giờ về Việt Nam mà lấy vợ đó, thường thường thì không có làm, đâu có làm hôn thú liền tức thì, bảo trợ qua qua Úc với tư cách là fiancé, với tư cách là vị hôn thê hoặc là vị hôn phu, rồi kéo nhau đi qua Indonesia thưởng từng trăng mật trước khi làm đám cưới chính thức thì có thể bị tù. Cho nên cái điều đó nó không có ảnh hưởng, nó không chỉ ảnh hưởng cho công dân nước Úc. Thành ra cái vấn đề này tôi nghĩ dư luận quốc tế hay là các quốc gia sẽ có cái cuộc các quốc gia sẽ có những cái vận động bên lề đối với Indonesia. Tôi chưa biết là ông tổng thống Indonesia có đủ cái thẩm quyền hay là có đủ cái sức mạnh chính trị để mà thay đổi hay không. Là tại vì Indonesia nếu mà sắp sửa bầu cử thì đây cũng là cái cơ hội để mua phiếu. Thành ra cái vấn đề nó phức tạp hơn nhiều, ngoài cái vấn đề cá nhân,
đời sống riêng tư của hai người, nó còn có những cái quyền lợi khác. Nhưng mà cái quyền lợi mà nó rõ rệt nhất mà nó bị thiệt hại là, như luật sư Thân vừa nói, là vấn đề du lịch, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cái nền kinh tế của Indonesia. Thưa luật sư Lương Thường Quang, câu hỏi cuối trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, tin gần nhất mới cho biết đó, thì ở bên Đức có một cái ông hoàng tử nào đó trong gia đình hoàng tộc mới vừa bị bắt là và bị tố là ông muốn tổ chức một cái cuộc đảo chánh, một cái cuộc nổi loạn để lật đổ chính quyền dân chủ của Đức được người dân dân bầu lên, và ông sẽ nắm quyền, và chẳng những thế ông còn kêu gọi là khắp mọi nơi trên thế giới thì những cái hoàng gia là phải đi điều lên nên trở lại nắm quyền ở các cái quốc gia của họ. Thì luật sư Lương Thường Quang cho đây nó là một cái trường hợp vô cùng đặc biệt, nó không phải là một cái trường hợp mà gọi là đáng để cho chúng ta phải lo ngại, là nó đang có những cái phong trào cực đoan nào đó nó đang diễn ra không chỉ ở Nam Dương như chúng ta mới vừa nói, mà ngay tại trung tâm của châu Âu, và đặc biệt ở nước Đức là cái thành viên mạnh nhất của khối Liên Âu. Và chúng ta có thể tin rằng cái sự việc này đó thì nó sẽ được nhanh chóng gọi là giải quyết, những cái thành viên mà những cái người liên hệ sẽ bị bắt bỏ tù, rồi chúng ta không cần có thể ăn no ngủ yên. Không biết cái tình hình có phải là như vậy hay không ạ? Tôi nghĩ là nước Đức sau khi đã chiến bại trong cái thời kỳ Đức Quốc xã thì nước trở thành một quốc gia dân chủ, Tây Đức trở thành một quốc gia dân chủ, rồi Tây Đức rồi Tây rồi thống nhất nước Đức cũng trở thành một quốc gia dân chủ. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái vấn đề tự do ngôn luận được tôn trọng, cho nên cái cũng vì lý do đó mà cái phong trào tân Nazi, tân quốc xã nó phát hiện, thì cái phần tử cực hữu đó thường thường là nó đi theo cái quê nước đó. Cái tin mới nhất mà tôi đọc được đó là có khoảng 25 người đã bị bắt rồi, và cái nhân số mà tình báo và cảnh sát Tây nước Đức mà dự trù sẽ bắt đó là khoảng lên tới 50 người, trong đó có những thành viên của một người gọi là hoàng tử Jewish gì đó, cái tên Đức tôi đọc không được. Nhưng mà cái đó là cái hoàng tộc của một bang thôi, của một tiểu bang, nó không phải là cái hoàng tộc cho cả nước Đức. Cái điều này đó thì nó hơi ngạc nhiên, nhưng mà tôi không có ngạc nhiên khi mà tình báo và cảnh sát Đức nó khám phá được. Là tại vì tôi hơi ngạc nhiên là tại nước Đức nó khác với nước Mỹ. Nước Mỹ với thời Donald Trump nó có ngày 6 tháng Giêng nó đã có phần tử nổi loạn để nó lật đổ gọi là lật đổ hay là thay đổi cái kết quả bầu cử, thì cái phản ứng của bên Mỹ nó khác với phản ứng bên Úc, phản ứng bên Đức. Là tại vì bên Đức cảnh sát và tình báo nó đã thực hiện ngay cái chuyện bắt giữ, thì cái chuyện nó được cái cuộc đảo chính, nếu thật sự có chủ trương thì nó cũng đã bị bóp chết ngay trong trứng nước. Trong khi bên Mỹ thì cái vấn đề nó phức tạp hơn, cuộc điều tra của quốc hội chưa đi đến đâu cả. Vâng, cảm ơn luật sư Lê Tường Quang. Với những lời nhận xét đó thì tôi xin được chấm dứt chương trình Địa báo Thế giới ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin cảm ơn luật sư Thăng và kính chào tất cả quý vị khán giả của Việt Face TV đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, chương trình Địa báo Thế giới đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý vị theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Trân trọng cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.